Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Người Việt, trải nghiệm thực tế xe ô tô điện VinFast VF E36, những thông tin thú vị. Một reviewer người Việt ở Mỹ đã có dịp trải nghiệm thực tế chiếc SUV cỡ lớn của xe ô tô điện VinFast VF E36 có mặt tại Los Angeles Auto Show 2021. Trong thời gian vừa qua, sự kiện lớn nhất giành được sự quan tâm đặc biệt của người dùng Việt là sự ra mắt toàn cầu của hai mẫu SUV VinFast VF E35 và VF E36 tại Los Angeles Auto Show 2021 diễn ra ở Mỹ. Đây là bước đi lịch sử của thương hiệu ô tô Việt khi trình làng hai mẫu SUV điện hoàn toàn đến công chúng thế giới và dự kiến sẽ mở bán vào năm sau. Một trong những reviewer người Việt đang làm việc tại Mỹ đã có cơ hội để trải nghiệm thực tế ngoại thất xe ô tô điện VinFast VF E36. Mẫu SUV full size này có nhiều sự khác biệt nên đang rất được quan tâm hiện nay. Ngoại thất xe ô tô điện VinFast VF E36 vạm vỡ đầy sang trọng. Theo reviewer người Việt, xe ô tô điện VinFast VF E36 là chiếc xe chạy điện nên mặt ca lăng của xe sẽ không có nhiệm tản nhiệt như động cơ đốt trong thông thường. Tuy nhiên, tính khí động học được đề cao trên VinFast VF E36 khi xe vẫn có hai lỗ thoát khí ở hai bên logo chữ V. Gió sẽ thông qua nắp capo giúp hạn chế lực cản khi xe vận hành. Do VinFast VF E36 sử dụng những công nghệ tiên tiến nên phía trước còn được trang bị hệ thống radar ở khu vực cản trước. Hai bên tiếp tục có hốp gió giúp gia tăng tính khí động học cho xe VinFast VF E36. Cụm đèn của VinFast VF E36 sử dụng công nghệ LED toàn phần với hai bóng chiếu có khả năng thích ứng, đèn định vị lồng ghép logo là thiết kế quen thuộc của thương hiệu Việt. Xe ô tô điện VinFast VF E36 sử dụng bộ mâm kích thước đến 22 inch dạng phay bóng. Vẻ sang trọng của chiếc SUV full size này còn được thể hiện ở vị trí các trụ A, B, C đều được sơn đen bóng. Đặc biệt, chiếc xe này có thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn trong thân xe. Một chi tiết tiếp theo giảm lực cản của gió khi vận hành. Đuôi xe VinFast VF E36 nổi bật với dải đèn hậu LED chạy ngang cốp xe, một thiết kế khác biệt so với chiếc VF E35 cùng trình làng. Cánh gió của xe cỡ lớn kết hợp với đèn phanh LED trên cao và ẩn bên trong là cạt mưa giúp đuôi xe gọn gàng hơn. Xe ô tô điện VinFast VF E36 vận hành nhờ hai động cơ điện với công suất tối đa 402 mã lực và mô men xoắn cực đại là 640 Nm. Kết hợp với đó là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Được biết, bản tiêu chuẩn, pin của xe cho phép di chuyển tối đa 485 km và nâng cao đi tối đa 680 km. Những hình ảnh thực tế, nội thất xe ô tô điện VinFast VF E36 hiện vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, hãng xe Việt đã cung cấp hình ảnh 3D với thiết kế khoang lái ấn tượng, xe có ghế thương gia, màn hình cỡ lớn và rất nhiều tiện nghi của một chiếc SUV cỡ lớn. Từ dânviệt.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!